Tuyển thủ U23 Việt Nam có cơ hội trở lại đội bóng La Liga. Tuyển thủ U23 Việt Nam Hoàng Vĩnh Nguyên có cơ hội trở lại Cadiz Fan Club và không chỉ là đến tập huấn như chuyến đi mới đây. Theo nguồn tin của VTC News, Cadiz Fan Club để khỏi khả năng ký hợp đồng với tiền đạo Hoàng Vĩnh Nguyên. Tiền vệ sinh năm 2002 lần lượt tập luyện ở đội U18, đội B và có một thời gian tập cùng nhiều cầu thủ đội 1 của Cadiz. Vĩnh Nguyên vừa trải qua gần 2 tháng du học tại xứ sở bò tót theo chương trình hợp tác giữa Cadiz Fan Club và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải thời gian thử việc với Vĩnh Nguyên mà chỉ là tập huấn. Dù vậy, các chuyên gia của Cadiz nghiêm túc đánh giá về màn thể hiện của Vĩnh Nguyên để xem cầu thủ này đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cũng như mang lại nhiều giá trị khác cho đội bóng hay không, qua đó xem xét khả năng ký hợp đồng. Vĩnh Nguyên có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Được đào tạo ở Lò Hoàng Anh Gia Lai nên chàng trai này sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng, nhưng điểm yếu của anh là thể hình và thể lực. Sau một số buổi tập, Cadiz Fan Club gửi báo cáo về Vĩnh Nguyên cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh như sau. Sau bài tập chạy và các bài khởi động với bóng, Nguyên đá bóng ma cùng đồng đội. Cậu ấy nhận một đường chuyền mạnh ở vị trí khó xoay sở, trước mặt có hậu vệ. Đây là tình huống khiến cầu thủ có trình độ cũng bối rối, nhưng Nguyên nghiêng người và cần đúng một chạm để chuyền bóng. Sự tự tin ấy không thua kém ai ở đây cả. Trang chủ của đội bóng này vừa đăng hình ảnh Vĩnh Nguyên nói chuyện với tiền đạo Alvaro Negredo, tiền đạo tài danh của bóng đá Tây Ban Nha. Trước mắt, Vĩnh Nguyên đã trở lại Việt Nam khi thị thực của cầu thủ này ở Tây Ban Nha sắp hết hạn. Anh sẵn sàng thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh ở V-League và Cúp Quốc gia 2023-2024 trước khi nghỉ về thương vụ chuyển nhượng đến La Liga. Vĩnh Nguyên từng góp mặt trong danh sách triệu tập của U19 Việt Nam cách đây 4 năm. Tháng 3 năm 2023, anh được huấn luyện viên Philippe Cusi triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho Doha Cup và SEA Games 32, nhưng bị loại sau đó. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.